Ok, chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ món vịt kho gừng ha. Thì nguyên liệu của mình đây là có một con vịt đây. Mình đã chặt sẵn rồi, làm sẵn rồi. À. Thì đây là gừng, sả, ớt, hành tỏi. Thì các bạn muốn thơm nhiều thì đây, cái này thì càng nhiều gừng thì càng thơm. Còn ai muốn ăn cay nhiều thì thêm ớt vô. Mình thì mình chỉ chừng này thôi là đủ rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giã cái nguyên liệu này nè, giã gừng, hành tỏi, giã nhuyễn à, để ướp vịt nè. Ai thích bằm thì bằm, nhưng mà theo mình thì giã sẽ thơm hơn là bằm. Ok, bây giờ chúng ta giã ha, chúng ta chuẩn bị một cái cối ha, bỏ vào giã. Sau khi vịt ướp xong thì chúng ta tiến hành kho vịt nha các bạn. Quay nồi vịt đã sôi các chị. Bây giờ mình đảo vịt ha. Đảo lên để cho vịt nó thấm đều gia vị. Thơm quá các chị, thơm quá. Mình kho lửa vừa thôi nha, kho lửa vừa, kho đến khi nào mà nước nó hơi cạn cạn lại là được. Mình liên tục mình đảo nha, cứ khoảng tí là mình đảo lên để cho vịt nó ngấm đều gia vị ha. Cái bây giờ mình để nắp nha. Ok, món vịt kho gừng của mình đã xong rồi anh chị, nhìn rất là ngon.
Chúc các bạn ngon miệng với món ăn của mình ha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.